Hiện nay thì tại Mỹ quốc gia đã từng là tâm dịch Covid-19, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại đây. Thông điệp liên bang vào ngày 1 tháng 3 phát đi, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định nước Mỹ đang bước vào một giai đoạn mới khi mà đại dịch đã cơ bản được kiểm soát nhiều hơn mà không phải dừng các hoạt động cửa hàng kinh doanh hoặc đóng cửa trường học. Tuy nhiên vào ngày 5 tháng 3 theo giờ địa phương thì hơn 1.000 phương tiện đã tập trung ở ngoại ô thủ đô Washington nhằm phản đối các hạn chế phòng chống dịch Covid-19 và có nguy cơ tràn vào thủ đô của nước Mỹ trong những ngày tới đây. Theo Reuters, hơn 1.000 xe tải lớn và xe giãn ngoại ô tô con xuất phát từ California và thu hút những người tham gia từ khắp nơi ở nước Mỹ để kêu gọi chấm dứt tất cả các biện pháp hạn chế phòng chống đại dịch COVID-19. Đoàn xe tuần hành này được lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình vào tháng 2 làm tê liệt Ottawa, thành phố thủ đô của Canada. Thông điệp của đoàn xe đã được giới hạn lại trong những tuần gần đây khi các thành phố lớn của Mỹ đã dỡ bỏ phần lớn quy định về đeo khẩu trang và những biện pháp khác liên quan đến COVID-19. Bọn trẻ sẽ được tự do lớn lên mà không bị chính phủ can thiệp vào quá sâu. Đó là lý do chính chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Ý tôi là chúng tôi cần được tự do lựa chọn đưa vào cơ thể là vaccine nào. Chúng tôi cần được tự do lựa chọn mọi thứ. Trước đó, giới chức Mỹ cho biết đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó đoàn xe tải và khả năng xảy ra các cuộc biểu tình khác trong những ngày tới. Lầu Nam Góc thông báo đã điều 400 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia không mang vũ khí đến hỗ trợ tại các chốt giao thông thủ đô từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3.